Trước khi bắt đầu, mình muốn cho các bạn biết là mình sắp đạt được 1.000 người đăng ký, cho nên là bạn nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký giúp mình nhé. Chào mừng các bạn đến với Fall Guys. Nhưng mà thật sự đây là tựa game Fall Guys các bạn. Đây không phải là tựa game Fall Guys nhưng mà nó cũng tựa như nhau đấy. Đấy, tôi chơi siêu trò này vãi. Mấy anh này gà lắm bạn. Chung là easy. Bắt bài hết. Ê, wait. Mấy con này có đói. Ôi. Ừ, hên quá, qua được rồi. Lẹ. Come on. Nó về là toàn đây. Nhảy. Shit. Nhảy. Ơi. Đừng bỏ tao. Chưa. Ừ, còn được anh em ạ. Nhảy nè. Đấy, được lo rồi, qua rồi. Ơi, nó kéo tôi qua anh đây luôn anh em. Được. Hợp lý luôn. Trong đây sẽ có 50 người chơi nha các bạn. Nhưng mà chỉ có một người thắng thôi. Được, màn tiếp theo nè, bom thát. Màn này sao? Làm sao để chơi cái màn này nha? Bây giờ tôi phải làm gì? À, tôi sẽ đưa, đấy, tôi đưa được rồi. Ôi, no, don't touch me. Good. Ui, come on, tôi ke được. Còn 40, ừ, rồi. Chạy. Rồi, nó me tôi rồi, cay cú thế nha. Ủa, sao nó còn 33 giây anh em à. Come on. Come here. Nó lại dí tôi nữa. Thôi, đừng dí tao. Mày sao? Nè, đánh tao đi. Ngồi đó dí. Ui, shit. Nhiều thế, đông thế. Thôi đi trước cho nó lành anh em ạ. Đấy, ui. Đánh choáng chứ không phải đánh văng anh em. Tôi đứng như này rồi. Ui. No. Ôi, no. Trở lại dán sâu thôi. Hồi nãy chỉ là khởi động thôi anh em à. Giờ tôi mới chơi thiệt nè. Tôi cũng sắm nguyên bộ giáp luôn rồi. Đỡ nó nhét mấy chai bơm tôi còn đỡ được chứ. Giờ là toan luôn đấy. Bên đây nè. Tôi bắt bài hết anh em à. Cái này dễ mà trời. Đấy. Rồi tôi chắc chắn tôi về nhất luôn rồi. Easy. Ôi, tới đích luôn. Hình như nó dễ quá luôn ta. Thôi ơi. Ở chúng mày có thể nhanh lên được chút xíu không? Tao tới đích rồi nè. Ôi, nó còn chưa tới nữa nè mà. Thấy một thằng hoa đấy. Toan liền. Nhảy đi. Nhớt tôi về nhất liền luôn anh em ạ. Rồi nguyên hàng dưới loại hết luôn. Ê, làm ăn gì chết rồi. Làm ăn gì sống nhăn toan rồi ấy. Đây là cũng là một cái speedrun. Ok. Mà sẽ tăng độ khó lên anh em. Mới. Ủa đi cái đám. Nhảy. Đấy, tao nói nhảy rồi chưa nghe. Nhảy. Holy shit. Qua liền. Trời sao nó dễ vậy ta. Thể nào mắt nào khó hơn được không. Đây nè, phải không? Không phải, chắc đường thẳng rồi anh em à. Quẹo qua đây, không phải luôn. Đây nè. Đây nữa, ui. Đây phải, đây luôn. Ừ, đây luôn đúng không? Biết lắm, bắt bài. Bắt bài, nope. Đây luôn hả? Đâu nhà còn đâu nữa, ui. Rồi, win rồi. Ê, đứng cho anh kia. Đây nè, ơi bên đây à. Không phải, đây luôn. Đấy, qua luôn. Nope. Ui, nó dẫn tôi đi vòng vòng luôn đấy. Đây rồi, ăn rồi. Đấy. Rồi về rồi. Trời ơi, lại top 1. Tôi nghĩ nó dễ quá anh em. Tôi lúc nào cũng đứng nhất. Ơi, cái này mới khó nè. Này ghi nhớ mới khó nè. Cứ thấy chỗ nào đông đông là phải chạy qua thôi anh em à. Chuối banana nè. Chuối. Còn đây cũng là hồi nãy là cái trái lê hả? Tôi cũng biết trái lê, trái cam nữa. Chuối hả? Đây. Đấy, được của nó. Nho đây đi, tôi sẽ đứng nho đi anh em. Nho đúng không? Nho, trời ơi, được luôn anh em. Ý, đứng đúng chỗ luôn. Toan đi, mấy thanh niên toan. Còn nhiêu người. Hello. Chào trước cái ra. Dưa hấu cherry. Dưa hấu đi, tôi đứng dưa hấu đi. Tôi sẽ nghĩ nó ra dưa hấu. Banana. Ơi. Banana. Ừ, qua. Holy shit. Được rồi anh em. Hết chưa? Hình như là hết rồi. Yup. Oh, còn 8 người. Cái này dễ nè, cái này dễ cho tôi. Tôi chỉ cần đứng một chỗ thôi anh em à. Ôi. Mày sao? Ôi. Mấy chú sao chúng mày cứ chạy thế nhờ? Đứng đây. Ôi. Holy shit. Lẹ. Rồi. Mấy thanh niên. Wait a minute. Ôi, hai cái luôn, hên quá. Chúng một cái thôi được rồi anh em. Run. We need to run. Nhảy. Ừ, hay lắm, chạy đấy, cứ chạy. Ui, top 1 luôn anh em. Ui, nó dễ vãi. Màn thứ 3. Tôi vẫn mặc bộ giáp này anh em ạ. Bộ giáp này khá là lợi hại, nó giúp tôi top 1 đấy. Ghê không, kinh dương. Thì tôi là người dẫn đầu tiếp nha. Game nó lại dễ nữa anh em ạ. Ui,
Quay 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 đừng. Quay đừng. Chơi bánh mì kẹp thịt là sai rồi. Từ thôi. Ừ qua rồi. Có thằng nó chơi bộ đồ giống tôi kìa. Đậu quá. Ôi giời ơi. Đâu còn slot của tôi nè. Bố mày nhọt với mày đó. Quay. Vãi đụng không kịp luôn ấy. Lại là màn bơm anh em. Chúng mày chạy đi, tôi phải thắng cái màn này anh em. Màn này khắc nghiệt cực thật sự. Mày chạy đi. Tao táp mày nè. Tao dí một thằng đấy. Rồi xong. Ui nó dí tôi ra đấy. Đừng. Đừng. Đố ba thằng nó dí tôi. Ôi nó đưa một lần quả bơm cho tôi luôn. Mày sao. Bố lao bố lấy. Dí anh em. Ôi. Đồ xanh. Không được, tôi phải thắng cái màn này anh em à. Chúng mày chạy đi ngon gì chúng mày. Ui nó đi sau. Ui. Catch a bitch. Mày bố láo. Ôi chưa. Rồi tôi đứng trên này thôi. Đứng trên này. Ôi chưa. Ui hên quá. Nhảy tôi chỉ cần thủ. Ôi. Đủ sát. Đủ. Nhặt cái bơm tao. Còn 12 giây kia. No. Ê, yes. Mày không hớt được tao con trai. Yes. Cửa đi. Ủa, nó vô nhiều quá lát anh luôn anh em. Tờ cái dùng phải từ từ thôi. Đây để tao đoán cho. Đấy tao cũng đoán cái cửa này mà. Let's go. Đi thôi. Đây nè. Bên đây nè. Đấy tao nói mà không chịu nghe đâu. Tung mày là con. Thôi đi anh em. Ôi đây nè. Hình như tao đoán nó sẽ ở đây. Không phải. Đoán nó sẽ ở đây. Không phải nó. Ủa nãy nhớ tao đi vô đây mà anh em. Ôi giời. Ở đây luôn. Lẹ lên chúng mày ơi, tao tới đích rồi nè. Ôi, lâu thế. Lại cái màn siêu trí nhớ này nữa. Mình đã thấy nó cũng dễ mà. Cam, đừng làm tao thất vọng. Ừ, hay lắm. Tôi không cần nhớ luôn đấy, chỉ cần kiếm chỗ nào đông đông thôi. Này đúng không? Này nữa hả? Oh. Ôi, tôi vẫn còn sống. Mày thanh niên, lừa tình. Ý, cây tép. Nhưng mà tôi hên quá, tôi vẫn còn sống anh em à. Ôi. Được cứ ló luôn anh em. Cái này có quá gì đâu mà mấy này nó không qua nha. Ôi. Chúng màn tủ của tao rồi. Chạy đi cái con trai của ta ạ. Chạy ba thằng luôn. Dí theo nó anh em. Số mình tôi dí thế. Dí theo. Dí. Đu. Isaac, đừng. Ừ, hay, được. Ôi, nó lại dí theo tôi đó rồi, cứu thế. Ôi, nó bắt cua ghê lắm anh em ạ. Vãi không, nó vẫn chăm chỉ nó dí theo tôi. Đấy, fail liền. Ôi, fail luôn rồi, ôi, đừng. No, bali. Mày sao bởi, chạy đi. Rồi, tôi, ơi, té rồi. Nope. Quỷ này, mía mày chơi ta. Ôi, nó đâu vậy? Yes. Thắng rồi anh em, cuối cùng thì cũng thắng. Màn gì đâu mà easy à. Trò này là phản xạ tự nhiên anh em ạ. Phản xạ thì tôi cũng dở lắm. Quậy, nhảy, tôi thích khó vậy đó anh em. Holy shit. Nhảy. Ôi, né. Đấy, cực của nó luôn. Ôi. Nope. Con nào chết chưa? Chưa luôn anh em. Nhảy. Tất cả mọi người đều nhảy. Né sang bên rồi. Ôi. Xem chết anh em. Xem chết luôn. Thôi, sao này dễ chưa ta? Holy shit. Né xem chết anh em. Ui giời. Nhảy. Ôi, có thể cái nào khó hơn được không ta? Nó dễ quá ta. Nhảy lên. Ui. Đừng nói màn này mà thằng nào nó ao nữa là tệ vãi. Còn đúng 7 thằng luôn.